Vào năm 2000, tại vùng Cù Lao nghèo thuộc xã Tân Quế, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, từng xảy ra một vụ án làm chấn động cả nước. Đó là vụ án về thầy bùa Hai Tửng, hay còn gọi là Tửng, giết người để luyện thiên linh cái. Thật hư câu chuyện này như thế nào? Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để tìm hiểu về vụ án năm xưa nhé. Thông điệp của video này là lời cảnh tỉnh của những người phụ nữ mê tín dị đoan và tin vào bói toán mà tan hoang nhà cửa, thậm chí là mất đi cả tính mạng mình. Nếu bạn thấy video này hay, hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé. À, chú ở Tân Bình hay là Tân Huệ? Tân Bình. Tân Bình hả? Chú ở đây đó giờ phải không? Đó giờ. Vậy hả? Chú cho con hỏi là hồi đó cái vụ án mà Hai Tửng xảy ra đó là chú còn nhớ năm nào không? Năm đó năm nước lớn hả? Năm nước lớn hả? Ừ. Cái vụ đó là gây chấn động, con nhớ hình như là năm 2000 phải không chú hả? Tao cũng nhớ năm 2000. Vậy thì cái con đường mà để đây vô cái nhà của cái ông Hai Tửng đã gây án đó, nó xa không chú? Còn xa không? Khoảng 2 cây số. Dạ. Đâu được không? 2 cây. Khoảng 2 cây. Đây vô trống hết 1 cây mấy rồi. Dạ. Nẻo lên nữa. Vô đó thì mình nói về cái vụ án Hai Tửng thì người ta sẽ biết hả chú ha? Biết. Cái đó còn quẹo lên bề trên đó, mấy cái nhà gần ta đó. Dạ. Bây giờ chỉ con đi tìm là kế đó, hỏi là chính xác hơn. Bị tôi thì ở dưới đầu đường. Ở dưới đầu. Dạ. Tửng thì ở trên cuối đường. Dạ. Thành ra không có chính xác bằng ta ở tại đó. Lúc trước là chú có biết ổng không? Khi mà trước khi ổng gây án là chú có biết ông Hai Tửng không chú? Có biết, cũng đi tới lên, luôn xuống đường đi, đi, đi lên đi tới đi lui hả chú? Ừ. Có nghĩa là ổng làm bùa là mình biết ổng làm bùa hay không? Lúc mà ổng làm bùa trong đó là mình có biết ổng không? Không. Không biết ổng làm bùa hả? Không. Không, sau này chị bệnh đâu đó. Dạ. Ủa vậy ổng gì chị bệnh ha? Ổng chị bệnh hút thuốc rồi đó ha. Thầy Lan. Thầy Lan đó kiểu. Nhưng mà con nghe nói là ổng là đâu phải người dân địa phương ở đây. Không, ổng ở đâu á? Ở Thanh Bình á. Ổng ở Thanh Bình hả? Rồi ổng lên đó ổng cắt trại ổng ở hả chú hả? Cắt trại. Dạ. Trải ra thì nó cũng như nằm dạng nó có bùa ngải, rồi có võ nghệ, rồi có thể nó dòm thấu dưới lòng đất đồ kia vậy đó. Là ổng nói với chú vậy hả chú hả? Thì nó nói vậy đó, nó nói với mình vậy đó. Nhưng mà nó thì cái người gì mình không có, nó làm hồi trước thì quê nó ở Cần Đăng, nó có vợ gì ở dưới Thanh Bình ở dưới. Cần Đăng là cả Kiên Giang hả chú? An Giang. An Giang hả? Cần Đăng bánh đó. Dạ. Nó về đây rồi nó hỏi ông chú ấy đặng đó, đặng Mương đó, nó lúc đó nó lên bằng cái ghe tấm bảng, cái ghe chở khoảng 200 dạ. Nó ở đó, lên của mình nói, còn vợ con nó ở dưới Thanh Bình đó. Nó lên đây nó ở, nó hỏi rồi sao nó cũng mới đầu nó cũng nó không có nói trị bệnh đi gì đó. Nó ở dưới ghe đó, nó mới hỏi ông đẩy nó dòm ngay gò ổng đó. Ngay gò ổng nó dòm dưới cái chỗ này đó, hồi ngày xưa hồi sửa đó là cũng như miên ở đó. Dạ. Có cái gò miên ở này nọ được kia, chắc có vàng đồ cổ ở dưới. Nó hỏi ông nó đào, mới lần đầu thì nó đào, mình thấy cũng nhỏ, lỡ đứng coi thì dòm nó thấy đào. Tôi hỏi mày đào cái gì? Nói tụng tư tôi đào kiếm đồ quý ở dưới. Ta nói có gùn què họ đồ quý. Tao ở đây đó vợ đồ nào. Nó nói không có ông. Đào nó nghe dưới có dưới. Đào. Đào mới đầu cũng vuông dứt khoảng chừng 3-4 mét nè. Có đào đào xuống bề sâu khoảng 5-6 mét vậy đó. Sâu vậy đó. Yeah. Là tự mình ổng đào gì không, mình không biết ổng làm như hương hương á. Ừ, mình nó đào vậy, nó đào hoài mà mình nó cũng như nó nói vậy đó, mà mình lỡ thăm dò ông chú Bảy chủ nhà nó hoài, nói ông đào mà ông mẹ thấy có gì không, ông nó có ruộng què, thấy miệng sành miệng chén thì không, chứ đào có thấy gì dưới đâu. Mà ổng là ổng nói là có vàng hả chú hả? Ổng nói có vàng, có đồ cổ của miên còn sót lại. Nó còn chôn ở dưới á. Dạ. Đào hoài không còn, đào kiếp rồi nó gọng gọng đào chỗ này liếp lại chỗ kia. Thậm chí mà nó sâu nó lỡ là tôi coi nó bắt cái cầu thang nó leo xuống mới được. Ai ơi. Nó đậu sâu nó. Nhưng mà chủ đất ta cho ổng là ở đậu chủ đất ta cho đào sao chú? Cho, đào ngay đó, ngay sân ngay nền nhà, cắt nhà giờ đó, đào ngay sân đó đó. Dạ. Đào hoài không có, bắt đầu cái nó đào chỗ này nó liếp lại chỗ kia.
thì anh đợi giác cao này không có anh đào lại gai ngày hay ngày anh đào, khi anh đào nó lát rồi nó nghĩ mà nó có cái ý đồ không biết là sao khi nó mới trị bệnh. Là trị trước bệnh khi ổng đào là ổng chưa có trị bệnh hay chú? Chưa, nó có bắt đầu nó mới trị bệnh thì nó lên nó ở đó, sao nó trị bệnh là nó trị giờ nó có thằng con là con nó ở Dương Bích đó, nhỏ đó nó mắc ma mắc quỷ gì đó, chắc nó còn ở dưới ghe ở đậu cặt ngay ngọn nó trị bệnh, nó xong thuốc này nọ rồi kia rồi kia nó dụ nó ở nhỏ nó luôn, có con luôn. Là cái chị Bích đó là ở đâu chú? Dưới Mương Tạo nè, dưới chỗ cái trạm xá chút đó. Trạm xá của Tân Bình mình ha. Trạm xá Tân Bình nó bị dưới đó chút. Dạ. Kêu lỡ tôi nói mày trị được không mà mày trị khờ tẩn. Nói là ôm tôi ơi, bệnh ma là tôi trị phải ghe à. Mày trị chết con ta. Nó tôi hỏi mày làm gì cái nó xong cái đầu xong bà lớn. Đầu xong. Nó bứt cũng lá xả này nọ được kia để vô. Khi ấy rồi nó đổ vô tô 10 chai dầu nhịn được. Nó xong. Bắt nhỏ nó chung vô. Kêu mình tiếp, nó nói tiếp mà nậu mày tao không có gớ động mày làm đó mày làm đi. Tao rồi nhỏ kia nó dễ. Dùng dầu nó vô nồng đó, dở ra gọn nồng vậy chết không? Tôi bỏ tôi đi về. Tôi đi về rồi cái nó sau này cái nó phát lên là nó bắt đầu nó trị. Nó trị bệnh rồi nó ở nó hãm hiếp người ta này nọ được kia. Vậy mà lúc hãm hiếp thì cái những cái người đó người ta không báo công an hay chú hả? Có dám nói ra cho chồng cắt họng. Là những người đó là có chồng vẫn là, còn có chồng đi lời nghe là nó lại trị bệnh đó là có... giác sao là nó trị ở dưới nó hỏi ông bạn cắt cái chỗ nhà như cái bì dưới đó. Dạ. Nó cắt ngay chỗ đó. Nó cắt cái cốc nhỏ gì đó. Vuông dứt khoảng 4 mét. Bề dài khoảng bờ dài độ khoảng 5 mét ạ. Còn cái bề ngang khoảng 3 mét. Nhỏ từ đó sau bắt đầu anh hỏi anh đi xuống cắt cái nhà đó anh mới trị bệnh. Là từ đó sau là làm thầy luôn hả chú hả? Làm thầy trị luôn. Giờ là trị đâu hết đó? Hết thảo bá họ hết trị nó mới hãm thiết nó mới giết người đó. Tại đường bạn tin tưởng nhìn chồng nhìn chở vợ đi. Dạ. Phải không? Chở vô 3-4 người vậy đó. Chồng chở theo mà nó không cho chồng cứ đậu xe dưới á. Hồi đó có một khúc đường mấy anh tôi làm đường mòn chạy dưới gì đó, mùa khô chạy dưới đất ruộng chạy đường mòn chạy được. Nó không cho lên. Đi lên người một à. Là chỉ vợ lên thôi, chồng vợ lên, không được lên. Cho chồng lại. Mà trị bệnh trong cái cốc của y luôn, trong cái nhà nhỏ của y luôn. Cái thời gian trị bệnh nó lâu không chú? Thời gian ổng trị bệnh cái người nữ đó đó. Thì trong cái nhà đó. Trị thì vô nó trị thì đây người nào là nó giết đó. Nó giết lúc đó nó giết về mấy đứa đó là nó trị, còn mấy đứa kia bị nó phát ta phát hiện. Dạ. Ta phát hiện tôi nói mấy ông đi xuống tới giường Bạch Đằng tôi gặp tàu xe nó mấy ông ngồi đây làm gì? Nó ngồi đây chờ bà xã trị lại đang trị bệnh. Tôi mấy ông ngu quá, trị bệnh gùn què họ. Rồi tôi tình cờ tôi đi ngang tôi mới nghe nó nói. Dùng vô 3-4 bà đó nó đâu bằng ăn gì được đâu. Dạ, đúng rồi. Nó mới chữ. Nó nói mấy bà đi không kéo hết dòng họ luôn đi. Đi thì phải đi là từ ngừ, đi là từ ngừ. Mà đi là mấy bà phải đi tấu được là năng ta làm phép ra trị nó mới lên được cái. Nào ngay ở đây thì tôi biết cái thằng mà cũng có trình báo với ở xã được kia nói. Tôi nói tình trạng bây giờ nó làm như vậy đó. Nó mình không có biết nó giết người. Nhưng mà tôi biết nó có thể nó hãm hiếp được bà. Nó trị bệnh thì nó thừa cơ hội. Nãy mấy thằng bà vì tôi có một bạn bị dưới này nè, tôi khi tôi xuống uống nước trà này nọ đồ kia đó là nó gặp tôi là nó không có vô. Gặp chú sợ hả? Rồi 8 giờ tối tôi ngồi hoài, tôi ngồi tới 9 giờ nó cũng núp ở ngoài hoài, nó cũng đâu dám vô đâu. Rồi nó nhà ở dưới đó hay có chú là không vô. Có lại nhà chú không chú? Nó lên nó từ ngày nó lên đó, đây là nhà ai nó cũng lên nhà, nó cũng nhậu cũng chơi tôi nhà tôi gì đó, đặc biệt là có khách quen nó ngầu nhà tôi giờ kêu nó cũng đứng đó là không dám lên nhà, không dám lên. Không lên nhà chú? Không lên luôn á. Từ cái ngày nó ở luôn là tới chết luôn là không lên nhà tôi. Là thời gian mà ông ở đây là khoảng bao nhiêu năm chú? Ông ở đây là tính ra đó là cũng 6-7 năm. Y sợ lắm, y đi vô không mà mắt y thì mắt bù hâu.
đi dần xuống mắt rồi. Mắt độc hả chú hả? Mắt độc lắm, mắt đủ mắt bồ câu, mắt hâu, bồ hâu sâu quá trống đủ mềm dòm, chân mạng gặm ra dòm nó ghê lắm. Tướng có bự con được không? Tự tướng nó cỡ như chú cái gì? Yeah. Ấm ấm vậy đó. Thì bình thường lỡ thì kể ra thì y nói ăn chay. Ăn chay. Ừ, y nói ăn chay tôi nói là ăn mấy năm rồi. Nói ăn cũng 8 9 năm gồm tư. Nói mày ăn đụng mày ăn chay mày ăn giả dạng vậy thôi chứ. Tao thấy mày có làm mày được cái gì đâu mà gọi là ăn chay đâu. Tôi đụng mẹ tôi nói y vậy cái mày sợ tôi dữ lắm. Y đừng đi xong gì hay chạy có cái chỗ lại y chạy gặp tôi mà đi trên đường ở đâu ha y đưa tay để chào y kêu dữ dằn lắm ông tư y biết sao mình gọi nhà ông sáu bên đó nhà dạ. Đó ở đây nhà này cũng có ghé nhậu cà mà đặc biệt đời ngày mà y ở là không bao giờ mà y lên nhà tôi một bước nào cả. Mà chú có kêu ông nhậu là nhà chú nhậu không? Ông nội không dám lời nữa, đâu có dám lời, đâu mà, có dám lời gần tôi. Mà cho dù chú có kêu ông cũng không dám lại hay chú hả? Dám lời. Tại trước tối ngày chú không dọ hoài. Không phải, hình như là cái tâm cái về cái thần sắc của mỗi người mỗi khác. Y đây tôi biết y, tôi bắt tẩy y được là cái tôi nói mày đâu có bùa ngải đâu có. Cái tướng mày thì chỉ có cái lẹ vậy thôi. Chứ theo tao độ mày không có bùa ngải gì hết. Với mày hâm mày nói mày dọ ngại được nhậu bên đó nhậu ba người. Anh Sáu anh cũng lớn hơn tôi 4 5 tuổi rồi, năm nay anh cũng sáu mấy tuổi. Anh Tư ở dưới hai chùm ở trên. Mấy y cũng sáu mấy giờ sáu mấy tuổi ra mà lúc đó tôi còn trẻ tôi ngồi đây nè cũng ngồi y gì nè tôi nghe mà nước năm đó nước lớn lắm nước có thể là nó ngập cái cây nóng của tôi là nóng này nè là nó ngập còn khoảng nhiêu nữa là tới cái chân cột đó dạ yeah. Mình lâu quá mình quên tôi nói mẹ nghe nó nhậu rồi nó nói cũng như người ta nói gừng nào cọp nấy mà nó ở đây nó muốn độc quyền làm cha cho người ta sợ rồi đó. Nó nói giờ bùa nè, tôi cũng giỏi, mấy ông tịch là tôi thư mấy ông còn con nhỏ nào á. Nói còn nhỏ nào đó là tôi muốn thương nhỏ đó là tôi làm cái là thương liền. Nghe không? Còn nó như ba ông vậy đó là tôi chắc ba ông đó. Quýnh đâu có ăn tôi đâu. Thử không? Có ai thử chưa? Ba ai đâu có dám đâu. Ba đúng người đó sợ. Bị hù, bị hù. Ừ, anh Hăng cũng có ngày giỏ nữa. Anh Sáu biết anh cũng giỏ dữ lắm mà. Đụ mà anh bị hù, anh sợ luôn. Đụ mà, tôi ngồi đây tôi nóng. Tôi mới tuột xuống đó, vợ tôi hay đâu à, tôi chờ tận nàng cái nghe nó nổ, nó la, tụi bên đó nó la, mà tôi đây tôi nghe tôi còn nóng, tôi mà đánh tôi nóng lắm. Có nghe là ổng cũng xỉn xỉn vô hả chú hả? Xỉn rồi, dạ. Trời tôi giấc đó, tôi ăn tương rồi đó chứ, còn tôi còn ăn mặn, tôi hiền khô à, mà điều hát nào ba ra là tôi giấc à. Đụng tôi, vợ tôi nói đi đâu, chuyện tay không qua bánh được, tôi đi qua, tôi chống chuồng qua đó, tôi tắp lên, tôi lên nhà. Tôi gặp bốn y còn nhậu. Nó nhậu không tư. Tao nói không mà tao nghĩ là tao ăn tương lâu rồi tao không có nhậu. Mà mới biết tuần tương chứ đâu biết tuần tương đâu. Yeah. Tôi ăn nữa mà mẹ tôi ăn hồi năm là 91 tới giờ đó. Tới giờ không còn ăn nữa. Yeah. Mà được tôi ăn vậy chứ tôi không có tu hèn vậy đó á. Tôi ăn mà vậy chứ tại tôi ăn mặn không được. Yeah. Hồi trước là tôi ăn nhậu dữ lắm. Mà giờ tôi ăn chay á tôi cũng anh em bạn bè tới nhà tôi nhậu bình thường. Nhậu bia, nhậu đế, nhậu. Yeah. Anh em nhậu mặn tôi lo mà mặn cho nhậu. Dạ. Tôi tại tôi chơi hòa đồng vậy đó. Tôi qua đó, tôi bước lên tôi nói đụng mẹ ngồi nhà nãy giờ mà nóng mày. Mày là ở đây gần nào cọp nấy. Tao đó ha, hỏi mấy ông này coi. Tay nào tao không sát thủ được đây. Nhưng mà tao hiền lắm mà ai rạo là tao quất. Nè, mày khỏi chấp bay ra đây tao mày. Tao có vợ nè. Đụng mẹ mày ra đây tao quýnh mày tao 5 phút đó tao uống què. Bước ra. Đâu dám đâu, bởi nó ớn nó gum mình tôi luôn. À. Quýnh thiệt chứ không có quýnh chơi. Đụng cái thằng đó là ở nhà tôi mà nó cũng chấp 2, chấp 3, nó ở ngoài 125 vô. Dạ. Yeah. Rồi chấp 2, chấp 3 là tôi quýnh đủ, mà tôi quýnh một cái là bỏ cái thùng dưới quần tay ở nhà tôi luôn. Chạy vậy? Bỏ luôn, đâu có dám đảo lời nữa. Tôi quýnh đó cho mày đủ. Vậy là đi qua nói vậy là anh sợ anh không có. Ờ, đâu có dám tôi chứ tôi dễ vậy. Tao tôi chơi thiệt không? Tao nay ra, mẹ ở đó chấp 2, chấp 3 gì, chơi tay đâu tao mày nè. Đủ, mẹ ra đây, tôi quýnh mày trên 5 phút là tao chết liền đó. Đâu dám ngầu êm ghe luôn. Tại vì bị sợ chú tới giờ luôn rồi phải rồi. Đủ bà mẹ sợ tôi đó tôi nói không dám lên nhà luôn mà ông mấy ông giờ mấy ông lăn nó cỡ nào kêu mà ông lên nó mỉa tôi ăn. Không được. Gì mà được tôi. Nếu như mà tính theo cái góc độ tâm linh thì là đó, tại vì đúng. Sợ giống như là tà thì cũng ngán chính rồi chú. Thì nó đúng nó sợ. Gà chạy mặt. Tại gan gà chạy mặt đó mà. Nói chung gặp mặt là sợ thôi. Ủa mà tôi mằng lắm tôi mằng đặng ngọn lắm mà nước này nọ đồ kia nó sợ tôi mà nó nảy.
mà tôi đi xuống tôi lắp đặt luôn chứa nước đồ kia là tôi tứ đồ ra là y đủ mình lột áo lột quần dài ra là phóng xuống đắp làm quyết liệt đó dạo đó gì đó dạ. Mà tôi không có mượn không có gì đó tôi nói con mặn gì mặn đi nó không tiếp ông mới được để thì dữ lắm mà đặc biệt là không dám lên nhà tôi dứt khoát là không lên không lên tôi cho mấy ông mà uống nước trà cỡ nào cũng không lên đó. Nhà tôi khách ấp lúc tối ngày hoài mà y đâu dám y nể là tới khi mà y đang y dắt đó y mà y dạy cho ông bạn rồi tôi nói một cái rồi là ông bạn tôi nghỉ chơi luôn tại tôi thấy không được yeah. Dạy gì chú ông bạn tôi thì ông ham à. Ông ham cũng như là này nọ đang có bùa ngải trị bệnh cho người ta ông à. Giống như đi học bùa à, tấn hay chú hả à. Ừ mà tôi xuống tôi cắt khớ tôi xuống tôi ngầu đụng ông bạn tôi ngầu tôi đâu chịu gì à tôi biết bữa chiều tối nào cũng xuống dạy anh hết rồi á tôi chẳng dạng tôi đột kích tôi xuống trước tôi xuống tôi ngầu cái y nấu nước trà bị tôi với y thân lắm nấu nước trà uống đụng phải uống hoài tôi đâu có gì tôi biết tẩn nó xuống gầu mà nó núp ở ngoài bụi chuối á nó đâu dám vô à tôi ngầu đụng mà tôi ngầu tới 8 giờ mấy tôi không chịu gì biết y ai biết lần này xuống nó chờ đang dạy đúng hạn mà lâu lâu thích đêm mẹ ủa má biết ông đuổi tôi không ông đấy mẹ ấy tư mày đủ mát không về đi chứ khuya rồi tao nói không về nè nóng nói gì năm nay về đi tư khuya rồi về đằng anh ngủ nghe tôi nói ông thức đây tới 2 giờ ông chưa ngủ mấy ông đu bụng tôi không biết hả thấy gì nói cái năm nay thôi tôi đi về tôi đi về lại bước vô liền nói sai à là sao buổi trước lại vô là không mẹ thì sao tôi lắm là chú thấy ông núp bụi chuối rồi đã thấy rồi nghe khạc khạc là tôi biết y rồi.